Năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu cho huyện Thường Tín thu 800 tỷ đồng từ nguồn đất đấu giá. Tuy nhiên, căn cứ trên nhu cầu thực tế về nguồn vốn xây dựng cơ bản của địa phương, huyện đặt mục tiêu thu 1.500 tỷ đồng. Để có được nguồn tài chính phục vụ tái đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng của địa phương, huyện Thường Tín đã rà soát các quỹ đất còn dư địa để thực hiện các thủ tục thu hồi theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Gia đình anh Dương là một trong các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Xuyên Thái 1, xã Xuyên Thái. Với nguồn gốc là đất nông nghiệp, được hợp tác xã phân cho các hộ gia đình để tăng gia sản xuất, nên khi được nhà nước thu hồi để đấu giá, anh Dương và nhiều hộ gia đình đều đồng thuận. Gia đình tôi thì luôn ủng hộ xã với chính quyền huyện thu hồi chỗ đất này để cải tạo lại thành một môi trường tốt hơn. Có thể sau này sẽ kiểu kinh tế phát triển đây nó sẽ lên hơn. Khu đất thu hồi này nằm tại xã Xuyên Thái với tổng diện tích gần 16.000 m2, với tổng cộng 136 thửa liên quan tới 101 hộ gia đình. Để công khai quy hoạch và mục đích sử dụng, chính quyền sở tại đã có nhiều lần đối thoại để trả lời những băn khoăn của người dân. Trước khi tiến hành thu hồi, địa phương sẽ tiếp tục đối thoại và vận động nhân dân ủng hộ chủ trương thu hồi phục vụ việc tạo nguồn thu cho địa phương. Hiện tại có khoảng 50% người số hộ đồng tình ủng hộ, còn một số hộ chưa đồng tình. Thì Ủy ban xã đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của huyện để tiếp tục tuyên truyền vận động nhân để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín, khu đất dự kiến thu hồi rộng trên 15.700 m2, có nguồn gốc là đất nông nghiệp 5% và đất giao theo Nghị định 64/CP liên quan đến 100 hộ gia đình, cá nhân là đất xen kẹt nằm trong khu dân cư. Dự án này thì đối với xã Xuyên Thái thì đã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới từ năm 2012. Đến năm 2017 thì Ủy ban Nhân dân huyện có phê duyệt quy hoạch chung của huyện Thường Tín, cũng đã đối với khu đất này đã được quy hoạch là đất ở mới. Và năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân huyện có phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực đất để đấu giá. Cho đến thời điểm này, huyện Thường Tín mới thu được 500 tỷ từ nguồn thu đấu giá, tức là mới đạt 1/3 kế hoạch của huyện và trên 60% kế hoạch thành phố giao. Do vậy, huyện Thường Tín đẩy nhanh việc thu hồi đất đối với những diện tích đã được phê duyệt cho đấu giá. Chúng tôi sẽ rất quyết tâm trong công tác giải phóng mặt bằng và tập trung chỉ đạo lãnh đạo trình tự các thủ tục báo cáo thành phố kịp thời. Thứ hai nữa là phải quảng cáo rộng về cái quy hoạch của Thường Tín để người dân hiểu, để người dân tham gia mua bán. Đấy. Nhiều nơi bây giờ thị trường bất động sản đã xuống, nhưng Thường Tín thì nói chung là vẫn được giữ vững. Để đấu giá, các vị trí đất đều phải được bố trí tại các vị trí phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, nơi có nhu cầu sử dụng đất cao hoặc các vị trí có kết nối giao thông thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay, huyện đang tích cực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đấu giá, tổ chức các phiên đấu giá, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố và huyện giao năm 2024.